chẳng mấy khi bác đến chơi nhà, có chén rượu nhạt, em mời bác. Chú cứ khách sáo, uống đi. Bà ăn đâu? Có tôi. Tại sao thì gà không có lá chanh như này hả? Mà nước mắm không hâm thì làm sao mà ăn được hả? À, ông có biết đây là nước mắm được sản xuất tại đảo Cát Hải theo phương pháp cổ truyền, không sử dụng hương liệu và chất bảo quản không hả? Chị nhà nói đúng đấy, đây là nước mắm Cát Hải đã nổi tiếng, nay là được đảm bảo bằng chứng nhận nhãn hiệu Cát Hải do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, thì còn gì bằng? Dạ đúng đấy ạ, dạ thôi em mời bác ạ.